啊，不用手机的日子，啊，不用手你机读的的日子，你经常玩手机吗？对你来说，手机有什么用途？请在下面的选项中画出。如果还有其他用途，请再横线下补充。Bạn có thường chơi điện thoại không? Đối với bạn mà nói thì điện thoại có cái tác dụng gì? Mời bạn những ở dưới mục dưới đây. vẽ ra quả chu, tức là vẽ ra, vạch Đánh ra. vạch ra ở dưới mục dưới đây. Anh Nếu lỗi mà chứ, bạn chữ có V. những cái tác dụng khác thì bạn bổ sung thêm ở hàng phía dưới. Tả电话、上网看新闻、拍照、看时间、听音乐、玩了游戏。对，什么都有，对吗？要补充吗，老师？还要啊？补你有什么充补充吗？看电影，用计算机翻译，翻跟译外国还有朋吗？友聊天。对，付款看日期，付款，对，玩游戏，玩付款，男朋友吗？聊天还有吗？找男朋骗友，人，骗人，骗人，老师，你有去骗人吗？欺骗别人，现在很模特啊，还有啊，还有可以在网络上上课啊，跟我们现上在。课啊，在学上习课，啊，什么？我们也是在用手机学习呢。很多用途。好，那接着每周呢，想一想这类词语之间有什么联系。好，是的，你先读读范例就好了。好，好玩儿，tattoo，好闻，perm，好卖，yellow，好使，用到。好用，也用，好听，nghe hay hay là dễ nghe thầy nghe hay. nghe hay, hảo hảo cảm, thiện cảm, hảo sâu, dễ chịu, hảo cua, sống tốt, bao bao tao, báo cáo, bao tao này Báo là báo gì, tới. báo Báo tới, báo tới. báo đến hả? Báo đến đấy. Báo tao cái này là mới là báo tin nè, đưa tin, Báo cáo. báo cáo, báo cáo, ghi danh, báo xin, Là kỳ đưa thi. tin, Ghi danh được. kỳ thi, Là báo kỳ xin, thi. đưa tin, kỳ thi, báo khảo là kỳ thi thế này, báo sử, báo giờ, báo chuyện, báo cảnh sát, báo cáo, báo biểu là gì thầy? Báo biểu, bảng bảng biểu báo cáo. Bạn gửi báo cáo, bao duy, dự báo, duy Duy bao, bao. duy bao, duy bao, hủy bao. Cái chữ hủy bao này nó giống như là hồi đáp nữa hả thầy, hay là sao? Hồi đáp, báo cáo lại. Sang bao, sang bao, báo lên hả thầy? Đăng báo. đăng báo, thông báo, thông báo, chọn, chọn pha, phát, chọn chưa, đổi xe, chọn cao, chuyển lời, chọn cậy, chuyển giao, Chọn cậy, chọn cậy, chọn chọn cậy, chọn cậy, chuyển giao, chuyển cho, chọn treo, chuyển giao, chuyển giao mới là chọn chuyển giao. sổ, chọn sổ, truyền tay, chọn mai, bán lại, khứa bu, Chọn sung nữa, chọn sung, dưới nó dưới kêu này, dưới. còn một hàng nữa, chọn xung, chuyển giao, chọn Chuyển duyên, tặng. vận chuyển, Chuyển đi. chọn chu, cho thuê, Cho thuê trung lại. chọn, Chọn chu. cho Cho thuê thuê lại, lại. trung chọn, trung chuyển, Trung chuyển. khứa bu. Em dịch ra là tại sao không á thầy, phải không? Đúng rồi, tại sao không? Hứa chu, hứa chu, nơi đâu, hứa trụng, loại nào,
hứa rẫn người nào, hứa sứ khi nào, hứa hứa ti ở đâu, hứa 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 bi bi. Hà Tắc, hứa bi Hà Tắc, hứa khoang Huống hồ. hứa khoang dạ Huống hồ. huống hồ, huống hồ rủ hứa Huống chi. làm thế nào, quấy hứa vì sao, á quấy hứa vì sao, Quầy khứa, đây, quầy khứa, nào, quầy là vì mà.第9课, 不用手机的日子. 课文, 不用手机的日子. 开会时, 老板火了. 别假装正经, 我知道你们都在玩手机. 那玩意儿就那么好玩? 老板指着我, 你说说, 看了什么? 比我说话还有意思? 我脸憋得通红，说：“一对年轻人边开车边拿手机拍照，把桥撞坏了，没报警，先下车拍照发微信，要不要转发给您？” 老板一摆手：“你们呀，都让手机给绑架了，这么过日子不受罪吗？” 一同事举手：“老板，刚搜索了一下。” 离不开手机也是一种精神病。 老板大吼， 有病就得治。 随后黑着脸扔下一句话， 以后开会谁都不许带手机。 老板说的没错， 特别是有了智能手机， 我就成了手机的奴隶， 对什么都麻木了， 心里只有手机。 3分钟看一次新闻， 10分钟发一次微信。 吃饭前先拍照，狼吞虎咽吃完又埋头看微信。睡觉之前先给手机充电，把手机他老人家伺候得好好的。有一次，阿毛对我说：“我跟你说话呢，你干嘛老看手机？”我冲他眨眨眼，说：“那你也拿出手机，咱们手机上聊吧，保证不分心。”离开了手机， 难道会死吗？何不尝试一下一周关机一天？说干就干，索性这礼拜就开始。周日，我按小学生的作息时间7点起床，之后先着手安置我的手机。为了防止自己意志薄弱，我找来个精致的盒子，把手机层层包好，庄重地放在盒子里。 收到衣柜最里面。为了分散注意力，我决定去公园锻炼我那僵硬的四肢。因为迷上智能手机以后，我已经好久不锻炼了。公园里唱的跳的都有，跳舞是我的特长，我兴高采烈地跳起了摇滚，既能娱乐身心，又能锻炼身体，一举两得。跳完舞，我往家走。 突然想起被冷落了半天的手机，急忙赶回家，打开衣柜，手机还在，我心里踏实了许多。5个小时没碰它，我心空虚的要命。我决定用熬粥这件最消耗时间的事儿来弥补心中的空虚。烧水，下米。 看着雪白的米在沸腾的水中翻滚，屋子里渐渐弥漫着粥的香气。屋外竟然传来了鸟的叫声，我的心慢慢静了下来。要在往常，我一定早待不住了，惦记着某某侦探的案件是不是有了突破，科学家是否有了震惊世界的发现，彩票大奖开了没有？前两天的恐怖袭击到底是谁干的？ 没有手机的干扰，生活这么安宁，我突然有了一种回归生活的欣慰。 好的，大家的，我们再见，大家。
Thiệt ơi. Rồi. Thu Hằng nào. Hà tôi là gì? Hằng ơi. Em đây. Nhà đang bận. Lão bản của là Bia giả trang chân chinh là Wo zhi dao ni men dou zai wan shou ji. Na wan yi. Na wan yi. Jiu na me hao wan. Lão bản指着我，你说说看了什么，比我说话还有意思。Nào, em dịch đi. Đoạn một thôi.我Từ lẽ đoạn một thôi. Ý toàn được vào. Toàn nhưng đi mà mới chứ. đọc có hai dòng mà thầy. Thì cứ dịch đi. Nó Hả? đỡ bị gọi là nó mất tập trung ấy. Công ty nữa thì thường gần như là mình đọc toàn tiếng Việt không, chứ không phải là mình dịch. Dịch Lúc cái mà gì là họp từng thì đoạn. lúc mà họp thì sếp rất là tức giận, đừng có giả vờ, đang rất là nghiêm chỉnh nữa. Tôi biết các bạn đều đang điện thoại, Đang chơi điện thoại đang chơi điện nhưng thoại. các quán khác Vậy vậy bạn chơi cái gì mà lại chơi thích như vậy à? Năm mươi hào quán thích như vậy. Sếp chỉ vào tôi và nói, anh nói xem cái gì mà lại có ý nghĩa hơn là những lời nói của tôi. lại hay hơn lời tôi nói, có ý nghĩa, nghe nó lằng nhằng, hiểu ý sự đã dịch là hay rồi. Rồi tiếp, em cứ đọc từng câu một, không dịch nhé, cho nó mang tính Nào. tập trung cao. Thì thấy biết là nó sẽ làm cho câu văn đứt đoạn, nhưng đây là mình đang làm sáng tỏ nội dung về mặt ngôn ngữ, chứ không phải là mình đang diễn văn. Diễn văn khác, mình đang làm sáng tỏ nội dung, hai cái Nào. hoàn toàn có vấn đề khác nhau. Tất nhiên là dịch nó Cuối vẫn phải liền. hay, nhưng mà cái đầu tiên là mình phải làm rõ được ý nghĩa của mặt ngôn ngữ cái đã. Giải giải đáp được các Nào. cái ký ám hiệu có liên quan đến những vấn đề ngôn ngữ đầu tiên, đã phải hiểu được cái gốc rễ đó, sau đấy thì hay hay mới là cái phần thứ hai, chứ không phải là hay ngay mà phải là chính xác trước cái Nhạc. đã. Tiếp. Wo lian bie de tong hong. Shuo, yi dui nianqing ren bian kai che bian na shou ji pai zao, ba qiao zhong huai le, mei bao jing, xian xia che pai zao fa wei xin, yao bu yao Vệ sinh. chuan fa gei Và nin. vệ sinh. Wei xin. Mặt của tôi thì Và xin đi nhé. Anh bốn kia. Vệ sinh. Vệ sinh ạ. Xin Xin là là thanh thanh bốn bốn đúng mà. không thầy? Ờ, Thanh bốn. xin là thanh bốn. Vệ Và sinh. vệ sinh. Mặt của tôi thì kìm nén đến mức đỏ rồi. Tôi nói, một một đôi bạn trẻ mà vừa lái xe vừa cầm điện thoại lên chụp ảnh đã tông vào cái cầu, tông hỏng cái cầu rồi, mà không Đúng báo rồi, cảnh đâm sát hỏng cái cầu. mà lại xuống xe trước chụp ảnh. Chụp ảnh phát lên WeChat. Có cần phải chuyển phát đến cho bạn không, Cho cho ngài ngài không? không, đây là lãnh đạo, lão bản. Lão bản y bái sổ. Nì mân nhờ, tô rang sổ chi cái bảng chà là chơ mơ cua rư zi, bố sâu chơi mà. Lúc này thì sếp vẫy vẫy tay ạ. Y bái sổ là vẫy tay ạ. Xoa xoa Hay là tay, lắc chỉ lắc chỉ tay. Phải, tức là xoa xoa tay, gạt gạt đi, kiểu như chán Xoa đời ấy, xoa rồi xoa tay. xoa xoa không khí. Còn chỉ là từng chữ chữ cơ mà, chửi Hay là là từ xấu chữ đi, vẩy tay hay vẫy tay, gạt gạt tay đi. đúng Bái bái sổ. không? Các bạn đều bị cái điện thoại này Bắt cóc. Bảng giá là bắt cóc. bảng bảng ra là bó buộc. Bắt cóc, kidnap ấy. Vâng, nó gì kiểu bọn bắt cóc, nhưng mà em thấy bảng tre nó thường là bó buộc hơn. Sao lại bị điện thoại bắt cóc nhỉ thầy nhỉ? Tức là bị điện thoại nó khống chế, nó làm cho mờ mắt ấy, lúc nào mắt nhìn vào điện thoại ấy. Thế thì dùng từ khống Bắt chế hay là cóc từ bó buộc hợp đúng, dịch là bắt cóc, nó bảo là bắt cóc là bắt hơn? cóc.
Em cứ Các thay bạn đổi ý mà nghĩa, tức là đều cái ý của cái dạ mình dịch, tức là gì, mình nói đúng cái ý nghĩa của cái người nói, người ta đang muốn nói, chứ không phải là mình nói cái điều mình muốn nói. Cái mà à, em dịch thì là bị cái đang điện muốn thoại là bắt em cóc đi nói cái rồi. điều mà em đang muốn nói, chứ không phải em nói cái điều mà người nói người ta đang muốn nói. Hai cái khác nhau nhá. Đấy là em nói theo ý của em, nếu mà người ta muốn nói ý đấy người ta dùng chữ khác, dùng chữ phẳng tra làm cái gì. Đúng không? Nếu mà che mắt người ta Vâng. sẽ dùng từ mặt. Cứ như thế này qua qua ngày thì không phải là Không đáp phải. tội sao? Cô rư sự là Dạ. gì? Cô rư sự Sống. là gì? Cứ ngày Sống. qua ngày ạ. À? Sống qua Cứ ngày. sống như vậy. Cứ sống như vậy thì không phải là đang đắp tội sao? À đúng rồi, không phải là Tôi phạm sâu tội hay chơi sao? mà. Không phải là bị tội hay sao? À, sâu chuyện là bị tội. Họ dịch là dày vò, phiền muộn thì cũng không hoàn toàn là như vậy, mà đúng là có cảm thấy có tội hay không, kiểu như vậy. Cú sâu chơi mà, tức là bạn có thấy như thế là có tội hay không, có tội với bản thân mình hay không. Là tiếp Mỹ Châu nào. Y thống sư chỉ sầu, lão bản càng sầu xin lợi ý xa, lý bố khai À, sầu sâu tư sủa, sâu sâu sủa sủa tìm kiếm. càng sâu sủa lợi ý xa, lý bố khai sầu chi, dễ sư y trụng chinh sấn định. Ừ. Một đồng nghiệp giơ tay, ông chủ vừa kiểm tra Google một chút á, vừa kiểm tra một chút, Vừa sớt một không chút. thể Ừ. xa điện thoại. Không thể xa điện thoại cũng là một loại bệnh thần kinh. Lão Thần kinh bạn, đúng không? ta hộ. Dầu binh, siêu tệ trừ. Ông chủ hét lớn, có bệnh phải chữa. Xuê hô, hay trở Tẩy lẹn chân khẩu. xa lệnh. Xuê Tẩy hô. khẩu. Xuê hô, hay trở lẹn chân xa ý chi khoa. Ý hô, khai sử, sẽ Khai tôi hô khuẩy. xỉ khai Ý khuây khẩu khai khuẩy. ý hô khai khuây sấy tôi bu xỉ bu xỉ tay sổ chi. Sau đó gương mặt tối sầm, ném ra một câu, sau này lúc họp, sau này họp không ai được phép mang điện thoại. Lão bà xua tờ mấy chua thơ địa sư của dỗ lợ chư nẫn sổ chi của chiêu chẳng lợ chẳng là sầu chi tờ nũ đi tuy sợ mơ tàu mã mua là ông chủ nói không sai, đặc biệt là sau khi có điện thoại thông minh tôi đã trở thành nô lệ của điện thoại. Việc gì cũng tê liệt xin lỵ trữ dầu sầu chi trong lòng chỉ có điện thoại san phân trung khan ỷ sư xin quẩn 3 phút xem tin tức một lần sử phân trung pha ỷ sư quê xin 10 phút đăng WeChat một lần. Chư fan chén chén xin thay trao trước khi ăn cơm chụp ảnh lãng than hủ dên Đâu chư đâu, quản láng lãng láng gì, lãng than láng khuân lãng than phân 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 chứ lãng thân nuốt đấy, láng lãng khuân thân khủ diện, hủ lãng thuân láng hủ khuân khủ diên diện. chư quảng lãng thuân hủ diên chư quảng ăn như hổ đói xong dâu mãi thổ khan quay xin lại vùi đầu xem điện thoại xê treo chư chén xin cậy sầu chi tiên trung trước khi Không ngủ tiền, không tiền. trung tiên dạ trước khi ngủ sạc pin cho điện thoại bả sầu chi tha lão rỉnh cha xưa hô tờ hào hao tờ. Câu này em không hiểu lắm mà em thấy có người dịch là À, cái sổ chi họ ví như là lão rấn cha, lão rấn lão cha rỉnh tức cha là cái người già ốm ấy, à. kiểu như là Lão hầu nhân hạ người già ta, vậy à. Tức đó hả? là hầu hạ cái điện thoại thật cẩn thận, chăm sóc cái điện thoại thật là cẩn thận. Trước khi ngủ, bằng trước khi đi ngủ thì sạc pin cho điện thoại, hầu hạ cái ngài điện thoại ấy rất cẩn thận. Đúng rồi. Như tức là ví cái điện thoại như một cụ già ấy. Vâng. Lau chùi chăm Vâng. nóng cẩn thận. À. Dầu ý Tiếp. sư A Mão tuy Thiên quả lực xua ơi, cái chỗ dịch giáp. mà
lão chữ 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 lão đấy, lão đây thì nó viết tắt của lão lão bản đấy, tức là sau này ví dụ cái lão bản của mình sau này nó có một, mình đã từng đọc qua một cái bài người ta viết về cái lão bản đấy, tức là kể cả một cái cốc cũng là lão bản, mà sau này cứ cái gì mà nó thân thuộc mà mình lệ thuộc vào nó thì đều là lão bản cả đấy, hoặc là mình phải nhờ vả thì đều là lão bản đấy ạ. À, lão bản đấy ạ. Vâng, cho nên là Lão cái bản là lão ở ông đây chủ ạ. à, vâng đấy, thế Không, cho nên là cái cụm từ là lão nhân gia đây này, lão nhân gia là một vâng cụm ạ. đấy, nhân ra tức là cái ngài đấy, vâng, hầu hạ đấy, vâng, Ngài ông là hầu hạ ngài, như ông chủ ấy. vâng Lão nhân gia là ông chủ. vâng À, là tiếp mình là nào. nô lệ. Cái câu câu trước là Mình là mình là nô nô lệ mà. lệ, thì cái điện thoại này nó là ông chủ nó điều khiển mình, thì mình chả phải là, thì cái điện thoại nó chả là ông chủ của Khẩu tức mình, là hầu hạ. nào Vâng. rấn nào che, vâng, và nào rấn che mà, vâng. Rồi trực tiếp đi ạ. Yeah. Tiếp tiếp. Có một lần, A Mao đối với tôi nói, tôi cùng bạn nói chuyện này, bạn làm gì? Lão xem điện thoại. Tôi trông anh ta chớp chớp mắt, nói, bạn cũng lấy điện thoại ra, chúng ta nói chuyện trên điện thoại nhé, bảo đảm không tin. Có một lần A Mao nói với tôi, tôi nói chuyện với bạn, sao bạn cứ nhìn điện thoại thế? Tôi nhìn nhìn anh ta, tôi nhìn chớp chớp mắt mà nói. À, vậy thì Nháy cậu cũng mang mang điện thoại ra, chúng ta nói trên nói chuyện trên điện thoại là bảo đảm là không phân tâm. Dạ thầy nói sao thầy? nháy mắt à, nháy mắt, Nháy mắt à chả nháy chả mắt, diện nhấp nháy mắt nháy mắt thì kiểu còn kiểu ở im, cái thứ đó là chữ chung quá thầy, chung quá. không phải cái kiểu chả chả diện ấy là mình phải tưởng tượng như là cái người phụ nữ mà khi người ta liếc mắt đưa tình thì mắt chớp chớp ấy, nó gọi là cái biểu hiện, nó gọi là chả chả diện. Đấy, chung tức là Em tưởng hướng là cái về, chữ chung chung nó này giống nè như là từ chữ xem đấy, cái từ ừ. chung này mà mình dịch là lao lên mà nhìn chằm chằm vào anh ấy thì không phải nhá, chung ấy chỉ là từ hướng À về tức là thôi, hướng về anh ấy hướng và chớp về chớp đúng mắt. không, Ừ, rồi thế là em từ bị chung làm mấy theo từ cái điển nó này sẽ nghĩ là từ sông, nghĩa là sông lên, đúng rồi. chung chi là tấn công đấy, nhưng mà thì nó không phải À như thế, mà là từ này chỉ giống như từ xem là hướng về thôi, hoặc là ta thay từ chung này từ xem tha trả trả diễn được. vâng, Chả chả diện Không phải mắt à. lại lao lên mắng quát gì đấy, nó sai ý nghĩa của nó đi. Thầy Nhật đọc tiếp ạ. À? Vâng, Cứ đọc lý từng đoạn khai là một thôi thầy nhá. Cứ đọc từng đoạn một thôi để cho nó tập trung. vâng, lý khai là sổ chi nán tao huê sử ma hứa bù tráng sư ý xe y châu quan chi y then xua can chiêu can sủa sinh chưa lý bài chiêu khai sử châu rư À, dịch luôn của thế, dịch luôn, dịch luôn, dịch vâng. luôn. Cái rời xa điện thoại thì khó như là chết thế à? À sao không thử một chút, sao không thử một chút là một tuần thì tắt máy một ngày đi, một tuần thì tắt máy một ngày, nói liền thì Nói làm là nói làm. nói làm là làm, hay là vâng, hay là nói làm thì liền làm, dứt khoát thì tuần này thì sẽ bắt đầu. Bắt đầu. Châu dư của An xẻo xế sơn tợ chua sư chua siêu siêu chua siêu sứ chen Chua si. chua si vàng đúng rồi chua si sứ chen chi tiễn chỉ choáng chư hầu sầu sen Chen sen là chen chợ. Chen cháo sầu. sen vâng sen cháo Chen cháo sầu sầu. sen cháo sầu an chữ của tợ sầu chi quay là pháng chữ chư Dịch dịch luôn chảy thầy ơi, chấm cái chi dịch chữ luôn, ăn chữ. Phiên dịch luôn thầy ơi. Để cho nó thế tập à? trung. Vâng, thay đổi cách đi chứ không mình cứ đọc Vâng, ào chủ ào nhật. ấy kia là nó không có cái tính theo dõi. Vâng, chủ nhật Vâng. ấy thì chủ nhật thì tôi theo cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi của học sinh tiểu học lúc 7 giờ thì thức dậy, sau đó thì trước tiên để bắt đầu là thu xếp cái điện thoại của tôi. Sau đó là vâng, quay là pháng chữ và quay là pháng Cái chữ an trừ này này, cái an trừ mà ở trong cái điện thoại nó là cái setting, tức là cái cài đặt. vâng À, tức là ở vâng đây ông cái cài cho cái máy nó tắt đi đấy, kiểu như vậy. pháng chữ đây đây là Pháng pháng trừ. chữ chứ vâng Vâng. quay là pháng chữ Không, chứ chỉ cái từ an trừ bên trên câu ấy thì dịch là lúc ấy là sắp xếp ấy, thì trong vâng cái tiếng của ngôn ngữ trong điện thoại nó gọi là setting, như là phần cài đặt đấy. vâng vâng cài đặt À. lại vâng y chữ búa rua
chảo lái cỡ trinh chư vâng trinh chư tợ hứa chữ để đề phòng bản thân ý chí mà mềm yếu ấy. Để đề phòng bản thân là để đề phòng mà bản thân là ý chí quá mềm yếu thì tôi tìm một cái hộp rất là tinh xảo vâng bá sổ chi chân chân bá chỗ chi chấn chấn bao hảo trang trung tợ tợ phang trai hứa chữ lỉ sâu tao vâng sâu sâu tao y quay chơi nỉ men gói điện thoại cẩn thận gói điện thoại thì cẩn thận từng tầng và trang trọng đặt vào trong một cái hộp cất vào chỗ sâu nhất ở trong cái tủ quần áo quay là quay là phang san và phang san chú y Phân ly sản, phân sản chú ý ly, phân phân sản. sản quay là và quay là Trong phân sách sản chú nó để y phân ly san đó thầy. Thầy, sản hay trong sách san nó để là phân san đó. san À, phân phân, san mà thầy phân sản thành san 4 phu lần thầy vừa nhắc. đây là san phu mà thầy San phu đúng không ạ? Em đọc nhầm vâng ấy. quay là phân san chú y ly của khoai tinh truy cung nguyễn là toàn nên của bang của na trang in tờ sư chi sư sư chư vâng sư chư quay là mỹ sang chư lấn sầu chi ỷ hầu của ỷ trinh háo triệu vũ toàn nên là để mà phân tán cái sự chú ý thì tôi quyết định là đi công viên rèn luyện thân thể rèn luyện thân rèn luyện cái tứ chi đã cứng đờ của mình bởi vì sau khi mà mê mệt cái điện thoại thông minh ấy, ấy, thì tôi đã hoặc là sau khi nghiện cũng được sau khi cái nghiện điện thoại thông minh ấy, tôi đã rất lâu không luyện tập rồi cung nguyễn nỉ trang tợ theo tợ tâu diệu trong công viên hát hò nhảy múa thì đều có theo ủ bằng theo ủ sư của tợ thưa tráng của cao sinh trai lừa trải Ủa lừa xin cao trải ly à? của sinh cao và của sinh sinh cao trải lìa tợ theo chỉ là giáo cũng và giáo cũng nhảy múa cái là cái sở trường của tôi vô cùng hết sức phấn khởi ở đây chữ này là chữ hết sức phấn khởi tôi hết sức phấn khởi nhảy cái điệu dốc con roi cái kiểu mà nó Dốc con hai roi. cái chân nó như ở hai cái chân này trong mông nó cũng ngoay ngoáy hai tay nó có lắc lắc cái dốc con roi ấy, và dốc con roi Cái này hay vâng vậy. Thầy cũng biết nhảy đấy. vâng chư lấng ú lừa và chu lấng ú lừa sân xin diêu diêu lấng tân nên sân thỉ y chủy lẻng Ý chí tứa lẻng tứ. y chủy và y chủy lẻng tứa y chủy lẻng tứa vừa có thể giải trí về thể thất về thể chất và tinh thần thì lại có thể rèn luyện thân thể thật là một công đôi việc vâng theo theo quán vâng theo quán ủ bằng theo quán ủ úa quảng che chậu thu rán xẻng xẻng chỉ bay lẳng lu lẳng Lần lua lụa. pan then và pan then tợ sầu chi pan then tợ sầu chi chí máng cản huế che tả khai y quỷ sầu chi hái trai ủa xin nỉ ta sư lưa Tha sứ. sụt Tha vâng sứ cũng được, và tha sứ là sủi tua. Tha sứ là tha yên sử tâm đấy. không tha sử Đứng vâng một đấy. đây là vâng tha sử Nó là vâng thanh nhẹ tha nhưng mà thực chất cái chữ này mà đứng một mình là đọc là sứ, vâng nên mình có đọc tha tha sứ sử cũng là được. sủi tua nhảy xong nhảy múa xong thì tôi tôi đi về nhà đột nhiên nghĩ tới cái chiếc điện thoại đã bị quên lãng đã bị lạnh nhạt lẳng lùa vâng lẳng lùa đã bị lạnh Bỏ nhạt rơi, bỏ rơi vâng cũng được. bỏ rơi trong nửa ngày vội vàng trở về nhà mở Để tủ về quần áo nhà. ra điện thoại thì vẫn ở đó
trong lòng thì yên tâm, trong lòng tôi thì yên tâm hơn rất là nhiều. Ổ cơ xẻo xứ mấy phân tha của xin Phân suy phân việc phân bằng p của phân tha, phân ta bằng của phân tha âm bật hơi mà của phân ta của xin cung suy hứa gieo mình 5 tiếng không động đến nó thì lòng tôi trống trải vô cùng mà. Gieo mình vô cùng. Có ai đọc nữa không? Đọc đọc tiếp thành nhỉ? đừng cứ đọc đi, thầy đọc hết cái đoạn này đi, xong rồi để Của bạn Hằng đọc, cháu Hằng đọc. chế tinh bằng của chế tinh dung giáo dung giáo châu Dung dung giáo áo áo, áo châu trâu, chưa áo chứ, vâng áo dung trâu. áo châu bằng dung áo châu chưa chen chơi xeo hào sứ chen tợ sư lái mí bổ xin chung tợ khung suy tôi quyết định dùng nấu cháo tôi quyết định là dùng cái nấu cháo để mà tiêu hao cái thời gian nhất này để mà bù đắp cái sự trống rỗng trong nào. Cái này nó thế nào nhỉ? Chứ Tức là thay vì việc lướt điện thoại bây giờ chuyển đi chạy nấu cháo à y như ạ. ngày xưa các cụ mà nhớ chồng là mang đổ thóc vào xay đi ạ. Vâng, mí phủ xin chung tôi không suy ấy, để bù đắp những cái trống rỗng ở trong lòng. À, sao xoẩy xia mỉ khản trợ xuẻ bái tợ mỉ Xà mỉ chai khản trở xuyên bài khan khản trợ trở. vâng xia mỉ nhé xia mỉ khan trợ xuẻ bái tợ mỉ Xuể tợ bái tợ, xuể bái thứ hai ạ. xuẻ bái tợ mỉ chai phây tấn tợ xuẩy chung phan quẩn và phan quẩn chấn chữ lỉ chen 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 mí man chen chen mí man chợ châu tợ chợ nhỉ chợ châu vâng đúng rồi chợ châu tợ sen chi đun nước sôi này Cho gạo. cho gạo vào nhìn cái hạt gạo trắng như tuyết cuồn cuộn sôi sùng sục trong nước trong nhà thì dần dần là nâng nức cái mùi thơm của cháo dày đặc còn nâng nức cũng được Nước nước cũng giờ như sử dụng những cái từ nâng nức ấy, cái thì Hằng nó không biết được Hằng có không? biết từ nâng nức hả Hằng ơi Đang ngủ không rồi. Thơm nước mũi ạ. Thơm nước mũi ạ. không thơm nức mũi nó khác còn nâng nức có nghĩa là nó cứ đầy một cái phòng này nó tràn ắp cái mùi đấy nhà cũng thơm thơm nức tức là nó sộc vào nhưng đây là khắp cái không gian khắp cái quang cảnh ấy, nó đều là một cái mùi đấy nó đều là cái không khí đều là cái màu mùi đấy thì gọi là nâng nức ạ và Vâng. ô quai Tuyệt trinh vời. đán hoàn lái là lẻo tợ treo sân của tợ xin man man trinh là xe lái bên ngoài lại vang vọng đến cái tiếng chim hót làm tôi dần trấn tĩnh làm trong cái lòng tôi dần trấn tĩnh trở lại. Tức là giờ cứ dịch từng câu thế hả thầy? Cứ Giao từng trai câu một bằng cho nó bám sát vào trai nội dung của bài đấy ạ. có ý tình Bởi chảo vì em thấy là về cơ bản lớp mình cái có những cái nó không được sát lắm, mình phải điều chỉnh một tí. vâng Mình không cần hay, đầu tiên là mình phải cần đúng cái đã, đúng vâng thôi hay. giao trai quảng tráng của ý tình chảo tai bố chu là nếu như thường ngày tôi nhất định sớm đã không thể chờ được vâng tem chi bằng tem chi chợ mẫu mẫu chan than bằng mẫu mẫu chân than bằng mẫu mẫu chân than tợ an chen sư bố sư diệu là thu pha thu phua thu phua phua thu phua nghĩ đến cái vụ án trinh thám nào đó đã có cái đột phá gì chưa vâng khưa xuế chia sư phẩu diệu là chấn trinh chân trinh sư chia tợ pha sen trải peo bằng trải peo ta chen khai là mấy diệu các nhà khoa học đã có cái phát hiện làm cả cái thế giới kinh ngạc hay chưa giải thưởng xổ số đã giải giải độc đắc của xổ số
Đã có kết quả hay chưa? Đã mở mà tức là đã có kết quả đấy thầy ạ. À? Vâng, đúng Là rồi. Sáu chẳng ai dịch mà sổ giờ số lớn chiều mà ấy là thầy. okay. Vâng, chén nén then tợ khủng phu xí chi tao tỷ sư sấy can tợ. À, Vâng. vụ tấn công khủng bố 2 ngày trước thì rốt cuộc là thằng nào làm? Mấy Đây. diệu sổ tợ can rảo sân húa chưa mơ an ninh của thu gián An nín. diệu là an lính, an ninh hay an lính cả thầy, an lính bằng an À, lính. mà Việt là an ninh nhưng mà tiếng Trung là an nín. À, an lính bằng an lính của thu rán diệu, diệu là y chủng quấy quay sân hứa tợ xin xin quay không có cái bị điện thoại làm quấy rầy Quấy nhiễu của cuộc điện thoại. không không có cái sự quấy nhiễu của điện thoại cuộc mộng cuộc sống sao mà lại an yên đến thế. Tôi đột nhiên thì có một cái thứ tôi đột nhiên thì có một cái loại cảm giác vui vẻ yên tâm để trở về với cuộc sống. Mà thì tôi không có điện thoại thì chết. Mấy ông điện qua nhưng mấy ở cung chùa rồi. Họ xèo khấn đó. Thung khủng xuyệt bái, cái Thông tiếng Trung hống thế nào? xuyệt bái. Thông hống xuyệt bái都是状态形容词。通红是形容整个都是红的。雪白是形容像雪一样白。通红là đỏ đỏ,雪白là bạch tuyết, tuyết trắng. Trắng như tuyết và trắng như Đều đều là là tính từ trạng thái, chỉ trạng thái. À, thông hống là hình thể thể hiện là tất cả đều là đỏ, đều đỏ, tất cả đều đỏ đỏ. À, trắng, tuyết trắng thì tính từ xeo, chỉ trắng như hình tuyết, dung giống như trắng như tuyết. hình dung một trắng như tuyết. Chơ lây chứ công năng sang chủ yếu sư miếu xế sinh đợ, biểu sư sư u đợ trong thai. Chứ y trung điển tại đi ơ gờ hàn zi sang. Ở cái loại từ này thì cái công năng của nó thì chỉ là để miêu tả thể hiện cái trạng thái của sự vật. Chứ y trung điển chơi cái từ à, cái trọng điểm của cái từ này à, là trọng điểm ở của ý, trọng điểm của cái nghĩa của từ và là ở cái từ ngữ thứ hai, và đúng cái rồi từ thứ hai là từ hống với từ bái. từ khủng với từ bái. Chơ Khủng lây xính khủng tiếng Đài hống Loan đọc là húng à là khủng khủng sở hống hống sợ à, thấy nghe người Đài Loan hay nói kiểu nhẹ nhẹ húng húng khống. húng à. Chơ lây xính đống chứ y ban bao hàng chấn tụ sân tờ y sử. In此前边不能再用很非常特别等程度副词，后面也不能加极了的很等表示程度的补语Chúng tiếp.类型。cái loại tính từ Chúng này thì một phần bao hàm cái trình độ ở cái ý nghĩa trình cái quá trình ở quá trình sâu, một phần bao hàm cái ý nghĩa là có quá trình rất là sâu ạ. thông thường không phải một phần, y pan là thông thường bao Ban là gồm thông cái ý thường. nghĩa sâu sắc. Không, bạn ấy dịch cái câu đầu cũng không chuẩn ấy. Cái hình dung Dạ. từ này, cái loại hình dung từ này là thường là bao hàm cái ý nghĩa là cái trình độ rất Sâu. là cao. Vâng. Cao ạ. Cao hay Không, tôi sâu? tức là sâu đấy, trình độ sâu đấy, tức là trình độ Vâng. cao và hoặc là Ừ. trình độ am hiểu sâu sắc. Vâng. Đấy. Bởi À, vì bởi vì ở phía trước không thể dùng từ hẳn, từ phây tráng, từ thơ không thể bía. dùng các cái phó từ chỉ mức độ như là rất, vô cùng và đặc biệt. Có từ Có từ chỉ mức độ.
Còn Ở tầng ở phía đây không sau thì phải là tầng, ở đây nó là chấm dứt tầng từ đấy, tầng là mang tính liệt kê thôi ạ, vân vân ạ, gồm vân các vân ạ. phó từ. Gồm các phó từ hẳn hay tráng thưa pía đằng Rồi. sau thì bằng cũng không thể Không thể thêm những dùng từ bổ ngữ có cái trình độ. đúng trình độ trí lợi từ khẩn vân À. vân. Chống đĩa chính sự sự ABABC có thể chồng Lặp chồng lại chồng là lên nhau à, lặp lại là dạng trùng điệp của ABAB nó là ABAB. hình lặp lại, thấy hình thức lặp lại chứ trùng điệp làm gì, hình thức lặp lại trúng tiếp Trùng điệp là lâu Hán Việt. à, Y hình thức úa lặp liền bia tờ thông hồng. Cái mặt của tôi thì kìm nén đến mức nó đỏ hết cả lên. à. Chưa bái tờ mỹ trai chưng thấn chưng À, chưng cái thấn nghĩa bị sủi. thằng ơi. À, thưa Dạ với dạ thầy, của pia này là cũng có thể là nghĩa nghĩa nhịn nghĩa kìm nó nén là có nghĩa là nhịn đấy ạ. À, nhịn 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 vào à, nhịn thằng đấy, của nó là nhịn sao kìm nén, mà kiếm ném không à, nhịn sửa lại bái tợ mỹ trai phây thấn tợ sủi trong phan cuộn u dự lý chiên 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 mỹ man trợ châu tợ xăng chị cái gạo trắng lật lật qua lật lại trong cái nước sôi à sôi sùng cuộn sục à cuộn cuộn vào. cuồn cuộn trong cái nước sôi sùng sục ở trong nhà thì tràn ngập những cái mùi của cháo, mùi hương của Nâng cháo. cấp thơm của cháo và hương thơm của Là cháo. san na chỉ chư hái mấy toàn lại tờ xiao mau xin phú tờ thẳng trai mà mạ tờ khoái lì tu tử tâu chư tờ quần nguyên tờ mấy cái con cái vẻ hạnh phúc của mấy cái con mèo vẫn chưa cai sữa nằm trong lòng của mẹ bụng thì ăn no đến nỗi tròn 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 quay quẩn 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 rất là lăn không quẩn nhuyễn quẩn nhuyễn. À, tiếp chuyển chứa hứa sư tợ chứ ủy thiên không chuyển lăng binh lăng máu bỉ bỉ trí chuyển chứ lăng là tuyết trắng à, tuyết sáng binh lăng là mát. Bỉ chứ là thẳng thẳng như thì sẽ là thẳng thẳng. như cái nút Pin nén là mát là thấy và mắt lạnh, pin lạnh lạnh buốt lạnh giá, cái lạnh cống chứ không phải là mát đâu ạ. À, tình lạnh nén là là mát láng láng là mát ạ, còn lạnh pin lạnh tung mát mới lạnh mát lạnh là lạnh cống ạ. Mát mát đây là mát lạnh, còn vâng mát pin lạnh tung ra ấy, băng đông ấy thì mới là lạnh cống. vâng pin nén. Y xa thiên bình lắng tờ phí chỗ gia sang mấy quay tờ hải xiên tuệ hẳn tua rấn lái chẳng chí chư si ỉn đi chí chư si ỉn đi mùa hè mà có cái cốc bia mát lạnh thêm với lại một ít hải hải xiên Hải sản, hải hải sản sản mùi vị của hải sản đối với rất nhiều người mà nói thì rất là có sức hấp dẫn. thêm một chút hải sản thơm nức, hoặc là hải 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 sản tươi ngon được, cái từ mẩy quay là mỹ vị thì nghĩa là ngon. Vâng. Cha chàng mẩy Tuy quay thì hải sen thì phải dịch ngược lại là hải sen trước, tức là cái hải sản thơm phức cũng được. À, đối thơm. với rất nhiều người Thầy mà ơi, nói cái là hải rất sản có mới sức nghe hấp xong là thầy ơi alo, dạ dạ nghe số cái hải sản người ta không đề là hải sản thơm nước đâu mà người ta gọi là hải sản tươi sống. Và Không phải hải sản tươi sống mà họ dùng chữ xin gen cơ. à vâng, Xin gen mới là tươi sống, còn mẩy quay là mỹ vị, vị tức là cái hương quay tức vị là món món ngon, tức là hải hải sản tươi ngon đấy và thơm ngon. Và phải hải sản thơm ngon, hải sản thơm ngon thì hợp lý hơn ạ. vâng. Còn chưa chắc nó đã tươi. Tiếp. Này sư y theo bỉ chứ tờ công ly công lụ Công lụ. tha tờ chờ ú chinh tá trải tờ trai công lu sang chiến chính yuan chu tờ yuan chu sư mãng mãng xuyên san cái con đường thẳng tắp kia
cái con đường quốc lộ thẳng tắp kia, và xe của cô ấy, cú trinh tá trải là lao nhanh ạ, lao nhanh trên đi về, lao nhanh về phía trước. Không phải, cú chim thả chải tức là lững lờ thì đúng hơn, không phải là lao nhanh. Cú chim thả chải tức là mắng Việt của nó là vô tinh đả thái, tức là dã rượi cắn nản kiểu như thế, thì đây là đi Mệt lừ mệt lừ lừ quá. lừ. Cú chim thả chải vô tinh đả Đi thái. rất là lững lờ trên cái con đường quốc lộ đi về phía trước. Ở phía xa Ở xa phía là xa, cái núi tuyết bao la. đúng rồi, núi núi tuyết mênh mông đấy, thì chỉ là cảnh nó buồn đấy. Đấy, trong cái chữ này nó bao hàm cái tình cảm trong cái câu văn luôn. Đấy, khá nhiều chính trị rồi. San San, dân mình có tự kỷ tự chinh sân chinh lý, nhân chinh sư xuyên lăng tờ. Con người thì có những cái kinh nghiệm cá nhân, có kinh nghiệm tích thân của cá nhân. kinh nghiệm bản Đôi mắt thân, thì sáng tương nghiệm ngời. của bản thân đấy, và tự thân cũng được, cứ để nguyên là tự thân cũng được, hoặc tương kinh nghiệm tự của bản thân được. thân. Đôi mắt là cái gì? Là tuyết lượng. Là trời leng là sáng ngời À, đôi mắt là tuyết lượng, đôi mắt sáng như tuyết à? là Câu này nó sao không thầy? rõ ý Thầy lắm. chỉ thấy leng này thì là yêu leng tự Đấy, không leng hiểu. là sáng. Cái leng là sáng, xuể leng ấy thì là xiang xuể na yang mính leng, tức là sáng Không, như tuyết. đôi mắt thì như là ánh tuyết ấy, tức là đôi mắt thì như ánh tuyết thôi, tức là đôi mắt sáng như cái ánh tuyết ấy, tức là nó trong sạch. Vâng, tức là cái kinh nghiệm của bản thân của mình ấy, mà tức là ý ở đây người ta ca ngợi là cái con mắt của nhân dân, của người ta nhìn đấy, người ta cũng rất là tinh tường đấy ạ. vâng Vâng. vâng xuể leng tức là xuể leng tức là tuyết cũng đã sáng rồi, nhưng mà ánh sáng của tuyết nó còn tinh túy hơn, cả nhà có hiểu ý không ạ? Đấy, tức là Tức là tinh ánh túy sáng trắng đấy. Đấy, cái xuể hơn. leng mình dịch là ánh sáng Đúng rồi. trắng, sáng sáng rọi. Ừ, nó giống với từ minh quang ấy, minh quang ấy. Vâng. Đó, ok, thế mình phải dịch từng câu từng chữ một như thế, chứ không đọc ào ào nó lúc nó rơi chữ đi, xong rồi cứ tranh luận nó mất thời gian. Vâng. Xuôi chịu ơi, cái phần này Mỹ Châu đâu, Mỹ Châu được. Sư số ai chiêu ai sư thường dùng khẩu ngữ cử sự biểu sư sự tình phát sinh hoặc tiến triển đó hẳn khoai tiền hậu đó ai có thể sư tương đồng đó động词动词短语或者Toán gì?是形Toán toán.短语短语短语或者是形容词例如số ai chiêu ai là cách khẩu ngữ thường dùng biểu thị sự việc phát sinh hoặc phát triển nhanh chóng. Chữ A trước có thể là động từ tương đồng. Động từ đoạn ngữ là sao thầy? Tôn vị này, tản vị này nè. Đoạn ngữ động từ và dịch Vâng, ngược lại, động đoạn ngữ động từ từ. hoặc À, là hoặc tính từ, ví dụ là tính từ. Suo can chiêu can, sở sinh chơ lý bài chưa khai sử, nói làm là làm khai dứt sử. khoát từng ngày khai sử bắt đầu. Tha sử là chữ truy lý dỗ cửa ba ma chi khoai là thiên thiên trai cha lão tao thỉnh hảo tổ cung chua y địa tao bố chân si xua can xua xua bú can chi bú Ô, can là bộ căn là anh ấy từ chức đi du lịch nhưng đã khiến ba mẹ bực bội, mỗi ngày ở nhà đều cằn nhằn. Công việc tốt một chút cũng không tiếc, nó nghĩ là nghỉ. Liêu yue xa xuyến thiên chi xua rưa siêu rưa là trấn mệnh trân xăng khủng khô quảng xăng tiên thảo mãi truy mãi tiên san truy tiền sản. mãi không khéo tiên sản truy mãi không khéo. Cuối tháng 6 thời tiết nói nóng là nóng, người dân chen chúc nhau chạy đến cửa hàng mua quạt điện,
Mua máy điều hòa. Dùng số ai chiêu ai cái xịt suy chữ dùng số ai chiêu ai thay đổi câu chữ nì khan thiên sang yên ủy các yên yến mi bù tạo số xa ủy chiêu xa ủy phủ tài sản nạ xỉ nga cậu nhìn lên trời xem. Ủa, như vậy là em phải đọc câu sai trước hả thầy? Không phải là câu sai mà là câu cần sửa trước hả? Em đọc câu cần sửa trước, xong dịch, xong rồi em đọc cái câu đáp án là được, không cần phải dịch nữa. À, rồi. Nhì khan thiên sang, yên ủy mi bù tạ, mà sang chiêu tạ, xa ủy. Bú tài sản, nạ xính à? Chiêu tẩy nhé, không phải chiêu tứa đâu, tức là cái tú tẩy và sang chiêu tẩy Đấy. xào ủy. Câu dưới này thật rồi. Chẳng Tài hại sản. sự chiêu hư trơ giang. Không, thế Ý phải khuây. cải đi. Không, đây Mỹ Châu phải cách làm này này. Tức là mình phải tìm ra nhé. Đây này, dùng nói đây. Nói thì đấy. Nói làm thì là làm đấy. Thì cải cái câu ở dưới này. Dạ, Tức tại hồi nãy là em đọc cái câu đó trước rồi, cái câu là sai trước rồi. rồi à. À À ủy vâng. chiêu sao ủy. Xua sao ủy chiêu sao ủy. Dạ. Ủy Chào xua. Hải. Ủy xua hay là xua ủy thấy. Dùy chua. Chua xạ ủy, Dùy chiêu xạ ủy. Vâng. chua xa Không phải ủy. ủy chiêu xa ủy VA có thể là một tổ hợp từ mà. Vâng. Toán ủy. Chào hái trợ, vâng. Chào hái trợ, chiêu sư, chưa ra. Đấy, đọc đi. Dạ, tại em thấy mọi người đang nói chuyện. Khu Chào Hải sự chiêu sư trơ giang. Ý khoai khu. Ý khoai xiao. Con nít là như vậy, một chút khóc một chút cười. Câu này thay đổi là chào hải chiêu sư trơ giang chô khu chiêu khu chào chô khoa chiêu á Chiêu xẹo. xeo chô Chiêu xẹo. xeo chiêu xeo. Đây. Ý huê vâng. Ý huê khu. Ý huê xeo. Tức là lúc thì khóc, lúc thì cười. Đây. Dạ. Tha khẩn khoai tha mừng lẻng cơ chiêu hào sang lợ hào tớ trao si xiang ban xỉn nhịn bu lý. Câu này đổi thành là tha mừng lẻng cơ xô hảo chiêu hảo hảo tớ trao si xiang ban xỉn nhịn bu lý Chiến nhịn phụ lý, phụ lý xỉn nhịn bu bất ly, lý hình ảnh bất ly không đúng không, hạnh không phúc bên nhau, đánh hình ảnh bất ly. À, dạ xem bản tức là luôn luôn là như hình với bóng, thì gọi là xem bản, ừ. giống như Trao từ bạn si thân, sang nó gọi ban là là phối đồng bản hành đúng không. ừ. Khảo tứa cháo si xem bản thì cháo là gì, là buổi sáng sớm, si là tịch thì là buổi chiều tà, tức là sớm tối bên nhau, gọi là cháo si xem bản. Nhưng mà cái câu trước á tha mận lẻn cơ số hảo chiêu hảo là nó đối với câu sau là nghĩa gì thầy? Ông rất thì phải dịch là rất nhanh đấy, rất rất nhanh, bọn họ đã trở thành bạn bè tốt đấy. Chiêu À hảo sang là chiêu hảo sang là đấy, chiêu hảo sang là sang, đây là bổ ngữ chỉ kết quả, thế là vâng sang là bổ ngữ chỉ kết quả. vâng sớm tối thì bên nhau, vâng, như hình với bóng, không có cách Như cách hình với xa bóng gọi đấy, là như triều hình với. tịch tướng bạn đấy, cái cụm từ bốn Vâng. chữ này mình ghi vào cháu si sang phản triều tịch tướng bạn hoặc Vâng. là tương bạn Sớm cũng được, vâng. tương đối bên Sớm nhau tối. Sớm tối bên nhau, đúng sớm không? tối chẳng như hình với bóng chẳng xa. Hình ảnh bất ly xí Vâng. Như hình nghìn phụ bóng. lý hình ảnh bất ly thi thoảng cứ nói mấy câu âm Hán Việt nghe nguy hiểm phết đây nhỉ Nghe nó em nó thiêng. thiêng. Ngày xưa các cụ hay nói rằng gọi là triều tịch tướng bạn chẳng hạn, em nghe ngáo ngơ không biết là cũng nói cái gì quá là Ô, sống tới bên nhau không, các chiêu cụ ngày xưa gọi là đá nho mà. Vâng. tịch tướng bạn hình ảnh bất ly rồi tiếp theo thành nhật ạ xin sứ tụng sứ cha À, tớ cha mình. xính dũng sứ, hua chữa tung sứ, che tớ, che giao mình.
表示到了几点？例如，hình dung từ, động từ cộng với tớ cộng với giao mình biểu thị cho cái cực điểm, đến cái cực điểm, biểu thị cái đạt cái đỉnh đấy. Phải không thầy? Tao là chí điểm, đạt đỉnh, phải không? Đúng không? Đến cực điểm. Cực Thầy cứ điểm dịch tức là cụ đến đỉnh ấy. đúng không? Vâng, Đến đến đỉnh. đến 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 Đó. đến 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 mức cao nhất thì gọi là cực điểm. Vâng, đấy. Ủ cơ xẻo xứ mấy phân tha của xin Phân. không suy. Dạ. Phân Thân đấy. phân. Vâng, thân, thân tha. Vâng, Thầy thân vừa đọc tha là của phân. à vâng, thân tha của xin suy không tớ Xin giao khung mình. suy, xin khung Của suy tớ giao mình. xin khung suy tớ giao mình. Và cái thời gian 5 tiếng thì không có đụng đến nó thì trong lòng tôi trống trải vô cùng. Mày sư khảo sư chư chén bu xảo thúng xuế tâu chỉnh trang tứa gieo mình chư bu hảo xuê bu cháo dở tợ hái sưng pinh. Mỗi lần thì trước khi thi đấy thì không ít các học sinh đều là căng thẳng đến cái tột độ, đến cái tột cùng. Căng Ăn thẳng thì không vô ngon, cùng, căng thẳng nếu do vô mình cùng, dịch là vô và cùng. ăn thì không được, ngủ thì cũng chẳng ngon, thì có lúc rồi còn sinh cả bệnh nữa. Có đứa còn Tha sinh bệnh, diểu tợ, tức là diểu tợ rấn. vâng đấy thì có học sinh thì còn sinh cả bệnh nữa. San tha phân truy tạ xua chư súng la sư giang tha chẻo chẻo chứ nhỉ, tha chẻo. Vâng, tha chẻo là y khẩu. Răng sứa Giang dẻo lấy y khẩu, con rắn nó đớp cho cái ạ. à vâng, giang sứa, vâng, giang sứa dẻo là y khẩu. Chiêu hai ba sứa dẻo tợ phá xính tung u chúng trự trên là má sân, má sấn hay má sân thầy nhỉ, má sân. Trên là má sấn, cái dây gai, dây thừng ấy. Má sân tâu xe Trấn tứa trấn gieo mình. trấn sự tức là cái dây Đấy, trấn vàng, trấn. má sấn vàng, má sấn tâu xe tứa gieo mình. Anh ấy vàng, anh ấy phong thú tạ xua tức là anh ấy Dỏm mà nói, dí dỏm kể chuyện. Phân chỉ từ xua giống thầy ấy, giống thầy thầy đang là phân chỉ từ xua ấy, là dí dỏm kể chuyện. tức là anh ấy dí dí dỏm kể kể chuyện ấy gì thầy? Đúng rồi, từ cái lần mà bị con rắn nó đớp cho một À, cái ấy. anh ấy dí dỏm kể chuyện này từ cái lần mà từ cái lần ấy thì bị cái con rắn đớp cho cắn cho một cái thì sợ, thì không bao giờ dám sợ Thì đều sợ thì cái gì? sợ, thì Đều sợ sợ tất có cả các loại động vật bò sát. các cái động vật bò sát ở trên cái bò, trên cái động vật bò sát côn trùng đấy, Côn thấy trùng, động vật bò sát. vâng thấy nó thì đều lấy cái dây thừng ấy mà Đâu đâu đâu. Đến nhìn thấy cái dây thừng cũng sợ đến hệ khiếp vía. Giao à mình đúng tức là rồi, khiếp vía. đúng rồi, đến Chèn là đến má nhìn sấn tôi trả tới giao à. mình. Vâng, đến sợ, đến nhìn thấy cái dây dây thừng cũng sợ hú vía thôi. Vâng. Vâng, đúng rồi. Tiếp lên đi liền. Vâng. Nên ý nên dùng chính dùng sứ tung sứ che tứa che giao mình hoán chứng truy chữ tha tạ chuẩy. Vâng, tha Tha tí tạ chuẩy chuyển. Từ à từ. tha Nó đọc là chuê. Vâng, tí chuyển. Đích xác. Chính vâng xác. vâng tha tí chuê. Vâng, đích xác đây, tha tí chuê sư cửa dưa xin đây là dưa xin Tráng. chẳng thầy nhỉ, Rất xin tráng, tức là rất là nhiệt tình, tức là tâm huyết. dưa xin chán thầy cho để Tráng, tráng là cái ruột đấy thầy. Tráng là trường, nghĩa là cái ruột đấy ạ. Nhiệt tâm trường, nghĩa là người có lòng nhiệt tình, tâm huyết.
Tráng dén chẳng hạn là viêm ruột đấy, trường viêm ấy. Đây thầy thầy cho mình để mình ghi cái từ này vào phải. Trời ơi, cái từ này Dạ mới vâng. à? Không, cứ phải ghi nó vào chứ Đoạn không. trường Tân Thanh như thế. Chính là trường này. Đoạn trường nghĩa là cái ruột, cái khúc ruột vang danh, khúc ruột đau đớn ở đoạn trường Tân Thanh. Hiểu chưa? Vâng. Tha tợ tí chuê vàng, tha tợ tí chuê sư ý cưa dưa xin dưa xin chẳng tráng là thấy Dưa xin tráng, đúng rồi, thứ hai ạ. tráng bằng dưa xin tráng chín quản tha thính dư ta sư xẻo sư cưa phía tua đấy anh ấy đích xác là một cái người rất là có lòng nhiệt tình đấy cho dù là ngày thường là việc to hay việc nhỏ thì đặc biệt nhiều và không thấy Vâng, đúng rồi ạ. không Alo, thầy đọc tiếp đi. hình như cái câu cuối mình dịch nó không ổn sao đây nhá vâng anh ấy đích xác là đấy tuy ngày thường anh ấy có rất nhiều việc lớn nhỏ đúng rồi Đúng rồi, việc lớn, việc nhỏ thì rất là nhiều. cửa sư chử gieo diệu đấn chiếu tha chiếu tha tha ý tinh Vâng, hiểu huê rồi. đi xem chủ Thế thế thầy điền nhưng đây mà là gì? chỉ Điền là cái cần gì là ở giữa đây? giá Thầy điền có vào cái mình gì vào chỗ phần gạch ở đây? Chưa điền mà. Máng tới eo mình chẳng hạn. Bận, rất là vô cùng là bận. Gọi là máng tới eo mình. Họ yêu cầu mình vâng dùng cái tính từ hoặc động từ để dùng tiếp câu tứa và từ eo mình đấy ạ. vâng đấy thì máng vâng máng tứa gieo mình vâng máng tứa gieo mình khởi sư chữ gieo diệu đấn chiếu tha tha ý tinh huy chuyển đi sen chu máng tứa vâng Nhưng mà chỉ cần có người vâng nhưng mà cầu giúp chỉ anh cần có ấy, tức là để cầu xin cứu anh đến anh ấy ấy vâng sẽ toàn tận tâm lực toàn để giúp chuyến đi là xem chu là tương trợ toàn mà lực toàn lực tương trợ. và nga sư ủa ti y sư phai xem Hai si quay phai kịch, si là quay một cái nhỉ nhưng mà mình nhầm quay nhầm đoạn sang kịch chữ đi si ạ. bằng la sư ủa ti y sư phai si nán phai bằng nán phai chén y Lín ủa thai chén, lín tức là đối diện với ạ. vâng Lín thai chén y quản, trước ngày quay một hôm. chén y quản vâng y quản cái lần đầu tiên này thì tôi quay phim khi đến trước khi buổi tối mà gần đến cái buổi tối quay đấy phải không thầy Trước trước ngày quay một đêm. cúp máy quay một đêm tôi tựa và Tôi làm sao? Tôi lo lắng muốn chết đi được nào. Của tan xin tới dạo sử. Theo đúng rồi mình, của tan xin xin. bằng tựa Trang được không thầy? Cái gì? Mà mình đổi thời mình dùng từ chỉnh trang được không? Thầy nói tan xin á, em đổi thành chỉnh trang được không? Chỉnh Chỉnh trang trang cũng được, chỉnh trang là tính từ chỉnh trang tới eo mình, căng thẳng. Hoặc chí tới eo mình cũng được. Chí từ cháo chí. vâng của tan xin tợ gieo mình vâng chấn quản xuê bú treo xuê bú Xôi cháo phụ cháo. vâng xuê bú cháo xuê bú cháo xẻng si vâng xẻng si trận mưa giản sầu sư vâng sầu Sổ sư sư chấm bấm phải. chú và chú xẻng là ý gì cả một đêm thì không có ngủ được thì muốn nghĩ là xem nghĩ là xem cái nghĩ là cái bộ phim nghĩ làm thế nào Nghĩ để là mà kịch. diễn
sẽ diễn như thế nào, cái này là xì là kịch đó. Đúng rồi, nghĩ là cái kịch này diễn như thế nào, cái thủ thuật thì sắp xếp ra làm sao, Cái cái thế tay tay thì đặt như thế nào, sổ sư là cái thế tay thủ thế đấy. vâng, cái thế tay thì đặt ra làm sao, thì suốt cả một đêm nghĩ về nó. Đúng rồi, cả một đêm. Chú là cả một đêm thầy nhỉ, chú Đúng vâng. rồi, chú là vừa là cái chân, đầu Đúng tiên là nghĩa nó là cái chân, nghĩa thứ hai nữa vâng, là túc, tức là trong từ chung chú, tức là đầy đủ đấy, tức là suốt cả một đêm đấy, suốt cả một đêm, cả một tức là đêm, đủ cả nghĩ đêm cả một đêm, đấy, nghĩ cả một đêm. chú chẳng y gì. Vâng, mama của tan trai sân chi ở chị ạ. Mẹ thì không có không những là tức giận, Không những đang tức giận vâng, ở mà chị ạ. còn ở chỉ tan xin, vâng, ở chửa tan xin tợ gieo minh là, vâng, Đúng rồi, mà còn vô cùng lo lắng, vâng, lo muốn chết thì được. mà muốn À chết thế thì giờ sẽ khấn nào. Tuổi xin can chảy dứt khoát nào. Sở xin tân trợ không thống tiện. Cho phụ chữ sử dụng pháp cơ bản tương đồng. Biểu thị nói chuyện, làm việc rất trực tiếp, không có quá nhiều suy nghĩ. Làm lúc mà làm phó từ thì cái cách dùng rất là cơ bản. Biểu thị lúc cách nói chuyện, biểu thị cách nói chuyện. Việc làm rất là chữ chia là thẳng thắn ạ, cứ thế, cứ rất là thẳng, Thẳng thắn đúng không? không Thẳng có thắn, trải qua cái sự suy nghĩ, không cần phải thông qua suy nghĩ. không có suy nghĩ quá nhiều, cua tua được khỏi lùi, Không cần, không có suy nghĩ quá nhiều. là có suy nghĩ nhưng không nhiều, chứ không phải là không suy nghĩ. Không, Vâng, cua chú tua chia là cái chú chia là trực tiếp chứ chứ có phải thẳng thắn đâu, làm việc chữ là chia làm rất là trực tiếp thế này, vâng, chú chia. tiếp với thẳng thắn giống nhau mà thấy. Yeah. Nói chuyện và làm Rất việc rất là thẳng thắn nè. Trực tiếp thì là nó thẳng, bán việc rất là là thẳng. dứt Thầy ơi, trực tiếp làm khoát, việc đó, cô cũng thèm làm việc đó. Thôi thế phải thôi. Tôi ông trực thầy tiếp nói lại vậy. là chữ bua chứ thầy. Rồi, chữ 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 bua là live, vừa Vâng, là làm live, việc. chữ bua tức là phát trực tiếp, nó khác. Chữ bua thì không phải, chữ bua là trong từ bua phẳng ấy, tức là phát. Vâng. Cô Sơn Viễn là Rú phát thanh viên. Tiếp. Rú. Chưa sửa chữ. chờ xế chữ thay chiều là sửa xin căn trời rừng teo ba. Cái đôi dép này đã cũ quá rồi, thà rằng vứt nó đi, Dứt giống bạn quyết định là vứt dứt nó đi. khoan vứt nó đi. Lại dịch Đây. là dứt khoát vứt nó đi, hay là vứt nó đi dứt khoát một chút ạ. Hay không, thẳng tay, vâng, thẳng tay vứt nó đi, thẳng thắn mà, Trước em dịch cái từ can chơi thì nó ghi là thả, thả là vứt nó đi còn hơn, thả vứt nó đi. không nó còn chữ ta mà, thẳng thắn vứt nó đi, và hoặc là thẳng Ừ. tay vứt, thêm chữ tay vào đấy cũng được, thẳng tay vứt nó đi, Đợi vâng, tiếp. Dứt khoát vứt nó chú đi ý là được. ạ. Phụ thông tiện. Mèo yêu biên chỉ có dùng phải, không có cách dùng ở bên phải. Chú là phụ词用法外, hay có thể做形容词, có thể做谓语表示爽快的意思. Ngoài cái cách dùng là phó từ ra thì còn có thể dùng tính từ. Có thể làm vị ngữ, biểu thị ý nghĩa là rất là thích thú. Sảng khoai là rất là sung sướng ạ. À? Thích thú Sảng ạ. À? khoái, dịch là sảng Sảng khoái. à, sảng khoái. Vâng. À, Người rú miền chơi Nam cờ nó rấn là hào số sảng đấy, qua. chính là chữ sảng. Chơi cờ rấn số qua. Chua sư hẳn can trụy. Đi tiểu nơi dễ thú thua ní tai sủy. Cái người này nói chuyện làm việc rất là dứt khoát, một chút cũng không hề lộn thuộm.
拖泥带水的弄错嘛。拖泥带水了，勒妹怎么讲？我真我không lấy mày. Thua nên là kéo, còn ní là cái đất sét, tai sủi nên là kéo cái đất sét mang theo nước, nên là lề dề chậm chạp. Đó, tiếp theo phân đoạn chân ngu phản đoán đúng sai nào. An toàn chân ngu là à, phần đó đúng sai. Y, ta觉得这个门课没有用，索性不去上课了。anh ấy cảm thấy cái môn học này không có tác dụng, thôi thì thà không đi lên lớp còn hơn. Không, Dứt khoát là à, không anh đi ấy dứt học, khoát không đi lên lớp nữa. cố Sổ chi sinh. sang cửa. Câu này như bị sai. Đúng chưa thầy? Cú sang cửa, bỏ chữ lơ đi thì đúng hơn. Tan chơi bu chi sang Sửa khơ chữ là cú sang cửa, thi thoảng trong câu mình hay thêm chữ lơ vào, nhưng thực chất thì trong tiếng Trung mà nó có từ pu là thường không có chữ lơ đâu. Đấy là về mặt ngữ pháp, mà trong khẩu ngữ mình nói thì nó vô cùng đó, nó tiện mồm thêm chữ lơ vào, người ta nghe người ta vẫn hiểu. Chết thì xem nào. không, Nó câu này bảo là đúng phán đoán kẹo. đúng sai Không, thì chỉ có mỗi cái từ này đúng hay sai thôi chứ thầy. trong đáp câu án nó là này câu đúng, câu này là đúng. Và tha chế tợ chưa mấn khưa mấy hiểu dung, tức là anh ấy cảm thấy rằng cái môn học này thì không có cái tác dụng ấy, thẳng thắn là không đi lên lớp. đúng rồi, cái câu này đúng đấy, đáp án nó ghi đúng mà. Không, anh chỉ nghi vấn cái chỗ từ lỡ ấy. Cái này nó Phù dứt khoát không đi lên lớp. Vâng, sủa dứt sinh là khoát là dứt không khoát. đi lớp, không có nghĩa là không vấn đề gì rồi, chỉ còn từ phù có đi vào chữ lơ hay không thôi. Bởi vì đã khi đã phủ định thì thường không có từ lơ ở cuối câu. Có chứ thầy. Ví dụ như là ở na bên thay chảo là ổ bút chì lợ. Trong khẩu Cái ngữ từ thì mình vẫn phù mấy thêm từ được. lợ. Trong khẩu ngữ thì mình vẫn hay thêm từ lơ ở cuối câu, nhưng mà trong một số cái sách ngữ pháp họ ghi là thường sẽ không có từ lơ khi đã có là phó từ phủ định mấy mấy dẫu, hoặc là từ phụ à không, tức là cái sự việc nó chưa xảy ra thì thường sẽ không có từ lơ ấy. Thôi câu này đúng, câu này Nhưng không mà nó sai. xảy ra rồi mà thầy. Cái này là anh ấy không đi lên lớp nữa mà thầy. Cú chi sang cửa là mấy hiểu dung. Đúng chưa? Có thể nó nói theo cái ý đó, Để tức là sự căn quay việc vào. đã xảy ra rồi và không không đi nữa, cái việc không đi đã xảy ra trong quá khứ. Tiếp câu hai. Nghỉ can trời tiền là xin mà. Bé总是犹犹豫豫的，bạn dứt khoát một chút có được không? Đừng có mà cứ do dự vậy. Luôn do dự như vậy. Đây. Sam, Sang.我做事一直都很随心，从来不琢磨，来琢磨去。À, cái À, thì câu cái từ ở trên là đúng hay sai ạ? À? Em quên mất. thằng ơi, câu này Nghỉ sai can chơi điện. thằng ơi, Dạ. chúa múa Cái câu thứ hai đấy, can quay nó còn có cái nghĩa là sòng sòng can sòng chơi. phẳng đấy. Vâng, nếu có ví dụ mình có thể rằng là mình dịch là để can chơi thiện chính mà. Câu thứ ba đi thằng ơi. Vâng, đây đọc tiếp Ủa, đi. tôi Cái sư y chí đâu câu hận này su sinh. Đó. sủa Nghỉ xin can chơi tiền nó xính mà thì như cái câu đấy đúng sao ạ? thì mình sửa 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 cái câu này bị sai. Thứ hai bị Nể sai cơ ạ. sự tâu khẩn chứ Ờ, chia, câu ba. thế mình sửa, mình sửa thành chứ chia, rất là thẳng thắn đấy. Lúc ấy thầy nhận đó cái từ chứ chia đấy. Ô, tưởng là can chơi chứ thầy. Nhưng mà cái bài này có mỗi hai từ sổ xin với can chơi mà thầy sao thể để cho chữ Ăn chia chơi nhau. thì can chơi cũng được, không thì mình sửa thành chữ chia cũng được. Nhưng mà không phải là sửa xin là được rồi. Tiếp. Chồng tha hẳn can chơi tờ chi chứa lợi của ít tiền nó dụng ít tiền nó ý tì tôi mới hiểu anh ấy rất là từ chối tôi một cách rất là dứt khoát
một chút cái gì đấy cũng Chút không do có. dự cũng không có. Úy ti tức là dư địa, tức là cái mảnh đất thừa ra ấy. Nhưng ở đây không phải là mảnh đất thừa ra. Mà là một chút do dự cũng không có. Này hàng ấy trong cái trường hợp này là ví dụ can quay ấy thì cũng có thể Chuẩy dùng chuẩy. dịch được à, can chuây ấy, thì mình dịch có thể cái nghĩa bóng cũng được đấy à, tha hẳn can chuây tạ chi chuế lợ lậu thì có nghĩa anh ấy phũ phàng đấy mà Vâng. từ chỗ cự tuyệt tôi Rất là phũ một phàng. và đấy một chút thì do dự không có và À, tiếp theo. okay, bạn. À, Sâu cho thì cái phần mua mô phỏng này thì thôi nhá, cái này dễ này. tôi đọc vài Phần làm chữ phần thì hai thấy đi. thầy cái đấy đọc nó có mất phút một phút thì mình đọc cho nào chữ lớn Vâng. chữ quay chữ ly chữ sang chi chữ chi chữ thế là được Chính đấy chữ, chính chữ. Phản vâng chữ, thế chưa đọc. không An không chữ, chưa nấng. à, vâng đấy là chi chư là linh hoạt đấy thánh lanh trí đây vâng an chớ vâng an tái an chuyến an si bảo an À, vâng. tháng chớ thì là người ta gạch chân cái chữ pháng này này Phản, đấy vâng. đó. Vâng. Vâng tháng cai duy pháng của pháng pháng sậu Xeo phóng điến. Đúng chữ vâng phóng như người gì? vâng Phóng uy. trinh chữ vâng trinh chữ vâng trinh trái trinh sấn trinh sân trinh mấy vâng đấy chỉ có vài từ tôi bỏ đi làm gì cho nó phí Phải tội. À, tiếp thầy đọc tiếp dạ đi, thầy làm tiếp bài hai đi. Nhung số cẩy sứ ủy cô chia câu cái chia chi chữ. à vâng à, tha thợ tha thợ phí chi bộ hảo trinh tráng bố chư ta quay sở mơ thu rán chiêu sưng chi là xua ấy chữ ấy à, dung nhá dung sủa cái sứ dĩ vua chế câu cái xỉa truy chữ tha phí chi bộ hảo alo Vâng, thầy sửa đi. Thầy sửa theo cái xua ấy, chưa ấy đi. vâng Hạ in ca gì? Xua sân chi cho sân chi. Thầy tha hiểu phí đây chi không? Thầy hiểu. không đâu nhá À. có đây rồi tha phí chi bộ hảo trinh tráng cú chư tao quê sở mơ thu rán chiêu sân chi là xua ấy chiêu ấy nhá thế thì mình sửa cái chỗ này này cái là Vâng. vâng cái là trinh tráng phú chư ta quay sở mơ xua sân chi chiêu sân chi À. Xin còn chào cô chú vâng giáo mà sân chi chiêu sân chi được ạ. Vâng, chưa xua sân mua chi chiêu sân chi vâng theo chữ xua. Ừ. Đợi tiếp ạ. vâng chưa mơ chùa phú ta nấng chân che cung sư tạ ni duân hải nấng phang ten dung hủ chi sớm mơ gieo thế thì cái là chi lấn vâng chi lấn thế thì thay phú tan thành chi lấn chân che cung sư tạ ni run yêu vâng yêu lấn phang pen trung hu đấy thế thôi Đây, đúng rồi. chảo lò háo chỉ cỡ ti phang tâu mấy chảo chợ can quay pu Chào chảo là cháu. Không phải chào chợ mà là chào cháu. cháo vâng chào cháo chào cháo can quay pu cháo là Can chơi. sủa can chuối đấy can chuối vâng Vâng. can chuối pu cháo là thế cái là sủa sinh vâng sủa sinh pu cháo là thế thôi hẳn tua tan đi vâng hẳn tua tan quay chai nén tỷ chiêu khai sử chư tinh ti ơ nén tợ chi hoa là đấy chợ sáu
cái là khai sử trợ sở trừ tinh ti ơ lén tợ chi hoa là thắng thấy Cái này đọc là cháo sẩu hay là chợ sẩu ạ? cháo sẩu à thấy bằng cháo À, sẩu bằng vâng. phải Chiều là cháo khai sẩu chư tinh ti à nén tơ chi họa lợ. sử à, thế thì cái là khai sử cháo sẩu cháo sẩu trừ tinh ti ơ lén tợ chi hoa là trinh thêm phú chư tao chẩm ơn ơn tổ tứ chưa mơ ni hai ỷ chén chưa nỉ hấn xảo tủ chưa quảng tráng đấy thế thì cái là quảng tráng chưa nỉ hấn xảo tủ chưa thường Rồi. thường cái chỗ này thì rất ít tắc xe và ỷ chén Vâng. khảo sư số của phây tráng chỉnh trang sở xin nỉ tâu sư han han là mồ hôi lúc mà thi đấy thì tôi thì vô cùng căng thẳng cái tâm lý trong cái lòng bàn tay thì chết rồi đấy trong lòng bàn tay thì đổ mồ hôi đấy Đúng đấy rồi. xấu xí Khan là mồ trong hôi. lòng bàn tay thì chảy mồ hôi đổ mồ hôi Thủ tâm. tứ Ừ. giao tứ giao minh thế thì úa chỉnh trang tợ giao minh tôi căng thẳng Đúng đến chết rồi. Hoàn hảo. Rồi, tiếp theo. À, Mỹ Châu cũng chưa vào được nhỉ? Thế Hằng nào, tiếp nào. dạ ăn chiên bao chín bằng chả chân chinh chân thần Sang cái gì chơi lý pha sinh lợi y chí linh rấn chân chinh tờ an chiên Làng cờ niên chinh rấn bằng chả lợi tham ăn thống xuế Ráng khâu sang thống xuế tờ phu mù eo y tà bỉ chén Tháng trước thì ở đây đã xuất hiện phát sinh ở đây đã xảy ra ở đây đã xảy ra làm cho ý chí linh dẫn kinh thiên động địa phát sinh một cái việc làm cho người ta và một vụ án rất là sốc tháng trước ở đây đã xảy ra một cái việc bắt một vụ án cóc kinh rất là sốc động mọi người kinh động vụ nhân à dân không em liền là sốc ạ bảng chè chân đây chinh tờ an chiên một cái vụ án rất là làm cho người ta rất là sốc này chân chim thì an chèn đúng em liền giữa chân chinh trước mà không ạ chân chim một cái vụ à án kinh hai động cái trong nhân dân hai cái người thanh niên trẻ đã bắt cóc những cái học sinh của họ những học sinh của họ sau đấy là bạn học cùng xuế đây là bạn học không phải là học sinh đâu bắt cóc còn bạn hai học nghĩa của họ sau đấy thì đối với bố mẹ của họ yêu cầu đòi đòi một cái khoản tiền lớn đòi một với bố khoản mẹ tiền của từ bố họ mẹ của họ bạn học bố mẹ của bạn học số hai hai chữ tợ cha đến bao chính nghỉ hậu chính trái xuyên su khai giảng công chùa tham ơn phai chu ý vị phê tráng hiệu chinh yên tờ chân thản thấy khoai chiêu cho chu lợ na lẻng gần đến chinh đến chiếu chu lợ tham ơn tờ thống chuyến bố mẹ gia đình của những cái người bị hại này báo báo công an sau khi báo công an thì công an sau khi báo công an thì công an đã lập tức triển khai nhiệm vụ họ đã điều đi mau một chóng mau chóng mau chóng triển khai nhiệm vụ họ đã điều đi một thám tử rất là có kinh nghiệm một sau cán đó bộ rất điều rất tra nhanh thì đã trinh thám và người ta tưởng thấy trinh thám không trinh thám là cán bộ điều điều chính điều tra xác đấy trinh trinh sát đấy và trinh sát tức là cái người mà đi nắm bắt cái điều tra tình hình ấy còn trinh thám thì là cái ví dụ như là cái tiểu thuyết trinh thám tức là cái tiểu thuyết mà người ta cứ đi người ta cứ tìm hiểu điều tra tình hình nắm bắt tất cả mọi thứ rồi khám phá vụ án thì người ta gọi là trinh thám cho nhiều khi các em các cháu nó cứ hiểu trinh thám có nghĩa là cái gì đó mà nó phiêu lưu các vụ án đấy nhưng mà cái nguyên gốc của trinh thám là Hằng có và hiểu điều là tra tức là cán bộ điều tra đi nắm bắt thông tin tìm hiểu làm vùng đấy ạ vâng
Tại vì em hay xem Conan đấy thầy, nên là em dịch luôn cái chữ chân tham là thám tử. Cái đấy trình thám Dạ. thám tử thì nó mang tính nghiệp dư, nó không phải là quy, đây là công an mà, là cán bộ điều tra. Chân Được tham. rồi, hiểu thế là Trinh được tham rồi. là Conan á. Conan trinh Ừ. tham. Conan. Hần khoai chưa à, rất nhanh đã bắt được hai cái thanh niên đấy, cứu ra Ừ. được bạn học của họ. Ừ. Mà không nên xem Conan nhiều quá đâu, mà là bị ngáo chuyện đấy. Đời nó không thế đâu. Không thấy. Nó Em không có xem thật để như học tiếng thế. Trung thôi ạ, kiểu Conan. Xem nhiều nó bị ngáo chuyện là chết đấy. Nghĩ đâu ra tội phạm. Chúa sẩu, chúa xì, tan Cáo rảo, sẩu. sư chi, cháu Chúa chứ thầy. sổ. Thầy đọc là chúa đấy thầy. Đưa tay chứ. Chúa sẩu. Chúa sổ là kiểu dịch là thiên về cái gì đấy ạ. Quờ tay ấy. Chuyên si can rảo sư Chúa chi sẩu. láng Ừ, bắt thân tay hữu vào. yến. Chúa Cái từ này lặng. Ừ, chúa 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 sẩu. Lúc thì cháo, lúc thì chúa, lúc thì trơ. Cùng một chữ viết thì mấy nghĩa liền. Tờ Chúa. chua si sư chiên Chúa sư sẩu. chơi yang da. Chào sang liều tiến chỉ choáng. Xiên sân vụ, xiên hố tông hố tông. Hố tông hố tông sư chư. Ráng hầu chua y tuân ý nhãng phong phu tại chào tham. Hố chư phan chống lái. Hú chúa sổ à? Hú can rảo à? Khổ láng thuần Hú khổ không chư phan điền, chống lái hú can rảo. không chỗ này phải điền là láng thuần khổ yên. Láng vẩn láng thuần ổ Ồ, yên. cô lắng thân phụ yên. Sáng sâu là mấy vây đã chào chan khâu. Của chúa sổ xé của tờ xin su. Mấy, tại mấy rấn can đảo tờ chính phong xạ. Của tờ xé chua, chinh tù hơi hẳn khoai. Xé chờ ý thiên tờ sứ quang, bù rú, bù chế. Bù chư bù chế, châu bù chư lạ. Cái thời gian làm việc mà thời gian nghỉ ngơi của tôi là như thế này. Sáng sớm thì 6 giờ thức giấc. Trước tiên là đi hoạt động tứ chi. Sau đó thì là một bữa sáng rất là phong phú, dinh dưỡng phong phú. Sau khi tôi ăn cơm thì trước giờ không không ăn vội vàng. Không ăn Ăn dồn mỗi dập, không ăn vội vàng. ngày Không ăn ngày ngấu nghiến. Hưởng thụ cái bữa sáng một mỹ vị. Sau đó thì tôi bắt tay vào viết cái bộ ăn sách mới của hưởng tôi. Dạ. hưởng thụ cái bữa sáng thơm ngon xong, thụ cái bữa sáng cái chữ lơ mà đấy là đấy đấy Hưởng hưởng thụ thụ được cái bữa sáng thơm ngon sau đó thơm ngon rồi thì tôi bắt tiếp tay vào viết tay cái vào cuốn cái sách mới. mới. Lúc mà không bị người khác quấy giận quấy giày à, trong cái tình hình không bị người khác quấy giày Trong thì hoàn tôi có cảnh thể không bị người khác quấy rầy, viết cái tiến trong hoàn cảnh độ không bị viết người khác quấy văn của tôi rất là nhanh, giày. cái tốc độ Cứ viết cứ viết tốc độ thì một ngày ở cái thời gian một không viết ngày của được tôi thì không có cảm giác là gì qua là đã đi. trôi qua rồi. Vèo một cái đấy hết đi một ngày, Ừ. cái thời gian một ngày bất chi bất giác đã qua đi. tiếp theo thầy Nhật ạ, như chú tử toán gì, Vâng. như chú toán gì múa phẳng sao truy. Ừ, cái này Ủy thuộc toàn không đấy thuộc thầy. à, Như thôi tú à, ủy múa toàn đấy thầy đọc toán nhỉ. phẳng à, ủy toàn ủy toàn cái đoạn ngữ đoạn à. À, lý khai là sổ chi làm tao xử, mà cái này trong bài khóa có rồi, mình chọn Thế bài thì mình thôi. làm thôi. Thế thì Vâng. thôi thầy ạ. À, đây phần này à, cái này cũng là chuyển su khơ quấn chủ yếu tới đây rúng, cái này bài khóa mình dịch rồi, cái này cũng thôi Bài khóa mình dịch rồi, cái này phải tự về để ấy ạ, tự về viết để ra. viết ra, kể cả cái bài này thì yêu cầu lớp mình phải viết xong đấy, nên trang chung ấy thì nhà mình có ai viết đâu, hiểu đấn xua sầu chi
tên nào tận khưa và cao khưa chi chán phỉ nghỉ trinh khung chư rần khung chư là rấn bân tạ sừng quá nỉ sư phảo dạ xiang chưa Dễ biên xem. xiang chưa biên chưa biên và chưa biên khưa quấn của mèo su tạ la na giang Mèo chứng su. là mèo su và Mèo mèo su. su mèo su tạ na giang chứng là tha mân tạ lưu ly lưu ly Nú giao nú chỉ lì, nú lì, nô lệ ạ, nú lì. đấy lũ lì giao chẳng cái viên chưa chủng trang trang khoang và Trong khoảng. dấu sẩm trang khoang lý dấu sẩm mơ hảo tạ chen ni ma chính nghĩ rú hứa lý khai sầu chi quê thị chia hứa chưa chỉ tạ sứ chi xỉa y biên pu xảo dúy san bãi chữ tạ huấn trang có người nói là cái điện thoại cái vi tính ấy, là cái sản phẩm công nghệ cao thì khống chế cái cuộc sống của con người thì bạn có cho rằng thì cái đoạn văn này miêu tả thì trên cái đoạn văn này thì miêu tả con người ta như là nô lệ vào nó thì muốn thay đổi cái tình huống trên thì bạn có cái kiến nghị gì tốt không thì hãy lấy là nếu như là rời xa cái chủ đề là hãy nếu như mà có thể rời xa được cái điện thoại ấy, thì kết hợp với những cái từ với những cái thực tế mà của bản thân mình viết ra một cái đoạn văn dưới 300 chữ để miêu tả về cái chủ đề là nếu như là rời xa được điện thoại ấy. Không ít hơn 300 chữ khu xảo ý tức là không ít hơn. Thầy nói thử thế nào. Không không ít Thế hơn nói là chung thầy thấy nói thế nào. Khu xảo ôi ý tức là không ít hơn. thôi phải chuẩn bị chứ Thầy nói đi vấn đề gì thì Hằng nói thế nào. Không cần chuẩn bị cứ nói mồm thiếu cái cách. thôi Hằng ơi. Thôi thầy không nói thì Hằng nói cơ. Thầy cứ thôi. thôi thầy nói đi Thầy thầy tệ nói quá đi thầy thôi thầy thầy tệ xạo thôi lý thế Hằng nói đi khẩu ủy thầy ra sưng sứ mà. tệ nói. Cái này viết cơ mà người ta bảo bắt mình viết không phải mình nói cơ mà thôi hẳn cái đừng nói Thì đầu tiên là nói được thì mới viết được chứ không nói được thì viết bằng cách gì thì cứ nói đi sao nào sao lại cứ ngại nói nhở học ngoại ngữ phải nghe nó đọc viết chứ thì không viết được Hằng thì nói phải nói bây giờ không không viết cũng không nói thì làm thế nào được bây giờ Hằng nói đi xem nào. đi. Số chi tiền não tận không chưa chưa chán tỉ nghỉ trên không chưa đợi đến lần sau nữa khó nhỉ thầy nhỉ. Em cứ nói tùy ý em. Tùy ý chẳng thì ý sự xô chu. Của mình giao chua sở mơ. Cái khu ý xa. Của mình sân khu ở giang. Sở mơ khu nào. Lý bu khai Của sầu mình dẫn chi. sân hùa Đầu tiên thì sao xưa lại để có đến tô sầu mái chi sư thấu sở căng mơ. sổ chi À, lý bút ní, ní khai yêu tiền hiểu ý não tư cai khoảng. Sầu tiên xưa không sầu chi sư sở mơ. Sầu chi tư chua dụng sư sở mơ. Sầu chi mục đích sư sở mơ. Vì sở mơ mình giao hiểu nơi cơ sầu chi. Rấn mân chẳng dùng sầu chi chua sở mơ. Sầu chi yếu sở mơ khoai chủ. Rắn khâu xua chu nơi cơ sầu chi yếu sở mơ khảo chủ. Khớ sầu chi tư khoai chủ sư sở mơ. Ở mình dùng sở mơ phao phả lại. Cơ phú. Nơi cơ khoai chủ đó. Siêu cải cho mình tư khoai chủ đó. Rằng là tham mến tôi của mình tôi sân khổ như là với họ à, thế thôi. Em nói từ thế nào từ sự thả đi chưa手机是，是从很久以前就有了，啊，从是用手来打的那个扳平，怎么讲？啊，啊，从是从键网盘。络没有网络的，手机只能打电话，只能传简讯，然后，发短信，发展到手机就用感应的。然后就有网络，可以，我们可以网用络，手机来，
网络，我们可以用手机来看电影，可以对面面，可以发视讯，打电话可以看到脸，很方便。那是他好的好处处啊，是，很有好很处，多，我只很看有到好它处。有好处。坏处是现在孩子们长大了就很爱手机跟 iPad、电脑，爸妈就有事的时候就把手机丢给小孩，小交孩现给。在就丢给小孩手丢机丢了啊，你什么的？丢给他，不丢怎给么呀。不怎么给电话，丢了么？不扔扔给丢他，不给了，丢掉了，不理呀，拉丢给通他了，是他给电话，他不怎么的，我了丢给他，你丢给他，这个东啦，西我拿了给交行给，动这个啊，绕着交给。叫你侬啦，听我一话，丢给他狗啦，空我当没孩子啊。嗯，丢给他，把手机丢给他，就去忙自己的事。嗯，还有吗？就是对孩子有坏处，那对成人有坏处呢？有什对么坏处呢？成人有手机了，我就在我家庭讲了，成人有手机就没有陪小孩，没有跟小孩一起玩。没有陪小孩上课怎么样？有一些人每天都看 Facebook 和 TikTok，对，江莲花师对吧？傅每天都看抖音，看抖音，看抖音也知道很多信息是吗？信消息对息吧？呀，信息对。消息，我的信也息有对。好处，也可是看太久了就迷上那个抖音，也离不开嗯，抖音。明白，抖音的。会影响克到其他服，的工作，对，克嗯，克服目服大前家，嗯，怎么克服？我们会要安排好时间，用手机的时间要有一定的规律，不能随随便便的每天都看手机。例如工作的时候，就不要用手机；开会的时候，不要用手机，因为用手机了就不能集中精神。对，上领课的导时候讲什也不么能内用容手都机，听怎不么懂，样？对，那上课个的时候要专心。要集中精神的时候，不要应该用手机，因为打开了手机有很多丰富的内容，让我们不能集中的精神。thế thôi đúng không? Thì cả viết thì mình sẽ viết hay hơn, nhưng khi nói thì mình sẽ dùng những ngôn từ như vậy mình nói. Không, ví dụ như là thưa như vậy Dạ. là như là nói thì đây là người ta ví dụ như hãy là nếu mà có thể rời xa được điện thoại cơ mà chứ vừa nãy mình vẫn nói nhiều cái nội dung mà những cái tiện dụng của cái sổ chi cơ chứ mình đã nói về cái chủ đề là có thể rời xa được điện thoại đâu. Rời xa điện thoại Thế chắc là thì phải tham gia t多参加活动。如然何后离去多开？去旅游旅行，Đấy thì mình phải nắm được cái chủ đề đấy chứ. Ô, ví dụ như là ví dụ giả sử như là thầy nhá, ví dụ mình đưa ra cái mệnh đề trước là ví dụ như là của chế tợ xem trai dẫn tợ sừng hối ỷ trinh duê lái chua duê lý bú khai sầu chi là phải không ạ? In quay xem trai sầu chi bú tan không, che cửa cái là tiêu đề của mình ấy là lý rú khứa lý khai sầu chi rú khứa là gì ạ? làm thế nào? Không, có Rú hay không, có hay vâng không rời xa điện thoại, nên hay không nên rời xa điện thoại. vâng Thế nên mình kết rú luận rằng khứa là là như thế nào đấy ạ? Là làm thế nào để rời xa điện thoại chứ ạ? không phải làm thế nào, làm thế nào tức là mình là chắc chắn là mình phải rời xa cái điện thoại này, nhưng mà đây là một cái mệnh đề mở, tức là có nên hay không nên rời xa điện thoại.
Thì mình ở đây là mình chốt một câu là không nên rời xa điện thoại, nhưng mà dùng phải có thời gian. Mình tuyên cai lý khai sổ chi, nhưng mà sổ chi cần mà cung chuộng khấn nhiều quan đó. Và thế nếu Cửa mà sư muốn yêu. làm ông nếu muốn làm cái đề này thì mình phải đưa ra cái mệnh đề. Thứ nhất là những cái ưu điểm mà nó mang lại và những cái nhược điểm mà nó mang lại trong cái cuộc sống của chúng ta, phải không ạ? Đúng Cái rồi. ưu điểm là Vâng. ví dụ như là xem trai sầu chi bố tam che cớ chen ti, phải không ạ? Ở chỉ ở chua dung về này chuyên ta, ví dụ như cớ ỷ tả thiên hoa này, tha toàn xin ỷ trinh chấn đờ dân mẫn thủ ven sử dụng tận nén chi phan phá, phải không ạ? Đấy, Đúng rồi. hoặc là chú sử ý quay nỉ hái cơ ý dung tha nái thinh nhìn Thầy thầy duê lên mạng đọc đúng à? không ạ? Cái gì ạ? À? Phải Thầy lên vừa bảo mạng là đọc. cha tới yên này trang tì Đây nhá, thấy ngọt thầy nói tiếng Việt này, lúc ấy cái đấy em cũng nói rồi, thầy Nhật nói lại cái nội dung em vừa nói. không Đầu tiên là nhưng mình mà phải xác định nó là cái gì cái đã, nó là không cái gì ông để thầy nghe ý em nói nhá. đã. Viết văn ấy, Vâng. đầu tiên là mình phải xác định nó là cái gì, cái điện thoại nó là cái gì, tác dụng của nó là gì. Đầu tiên là cái điểm tốt của nó là gì, cái thứ hai là cái điểm, thứ ba là cái điểm xấu của nó là gì, cái thứ tư là cách À. khắc phục cái điểm xấu đó, và cái thứ năm là kết luận về nội dung bên trên là như thế nào. Đấy, là mình sẽ viết thành một bài văn thôi mà. À. Đấy, Đêm nay không thì nên trước rời tôi xa. em cũng bảo bằng bằng hàng cái cách vừa diễn đạt nhưng mà hàng vừa nói theo như thế mà thấy. À, tại vì vừa nãy mình lại đi rửa tay. Tôi hàng nói đúng y như thế mà. Đấy. Vâng. Thầy nói thế nào? Thầy nói thử thế nào? Đấy thì cũng thế thôi thầy. Đấy chấm chấm Nhưng chấm thầy nói chấm bằng tiếng thế. Trung cơ. Cũng thế thôi thì Hả? em chẳng biết là thế thôi. Thầy nói bằng tiếng Trung. Để luyện nói Nhá. nào. À, ví dụ như Ừ. của chế tờ trai sen tay rấn tạ sân ngúa ỷ trinh duyê nái duyê lý bố khai sầu chi Vậy. in quay sen trai sầu chi bố tan che cứa chen ti ở chỉ Vâng. chua dung duyê nái duyê ta Vậy. với tả tên hoa pha toàn xin sang quảng phải không ạ? Vậy. Sang quảng của mân vâng của mân phổ viên sử dụng tận nén Phủ si biển. phan phả phổ viên vâng Phủ biển. Vâng. thế chú là ỷ quay nỉ hái khơi ỷ dung tha nái thinh nhinh duê khăn tên dĩnh duê tú Chú sử đọc là chú sử ý quay ạ. chú sử ỷ quay chú sử ỷ quay của mân hái khơi ỷ dung tha nái thinh nhinh duê khan TikTok Tàu in TikTok thằng khan quay sẹo thằng quán quay diễu xin kỹ có vâng nhiều vâng phụ khoản câu u tấn tấn câu u đây sang quảng câu vâng u nó có sư tha tôi khảo chủ có hiểu tha tôi khoai chu nữa. vâng của chế tờ sầu chi hứa tên não tai nái hận thua má phản má phán vâng. Má phản Ni rố của mân bằng của mân chủng sư san phân pha toàn xin sứ phân pha quay pha toàn xin sứ cái đấy nó không tương phải là cái điểm xấu, cái đấy là phù thế sư tha tôi khoai chủ. à vâng Sư dùng dùng lẻng rồi tổ chi thì à dùng vâng lẻng nếu à thế ạ xui chu ra tôi khoai chu sư sẩm mơ đấy không nên cái à, chỉa chuế phang phả à, đợ vâng chỉa chuế nên cái khoai chu rằng tham biên à. chứng nên cái khảo chu. Của mình dùng sổ chi nhiều quá là gì thầy nhỉ? Hai tua sổ chi tới sứ chen hay tua Của mình dùng
sầu chi sứ chen tạ thai tu giang tôi tôi thân thị vu hảo Đây. tôi thân thị chen khang vu hảo phải không ạ? Đúng Diễn rồi. trình ví dụ diễn trình vu hảo sầu chi gì đây hẳn nay đâu diễn trình hẳn Diễn nay trình sầu lão chi lị. náo nay sư chi vâng sư chữ vâng tứ chi thì Chữ bằng lũ loạn giang hẳn tua má phan tôi giang có cái gì ở đây phải ấn vào chữ đã hiểu vâng ví dụ như mình nói là đối với sức khỏe về thể chất và tinh thần đấy đấy vâng, thế có cách khắc phục ạ? Cơ phù phong vâng hỏa. khơ phú phang phả của Không chế mãi sầu tờ chi vâng thì dùng ít thôi vất vẻ đi thế nói thế nào, dùng cái với mẹ nó đi thì nói thế nào đấy. thầy đến hoa sư phụ cháu phải có mấy cái điện thoại Xảo không một cái dung, xảo dung đi điện điện rừng tha truy bảo. Đau hết em nói đi em nói rồi thầy đầu. em bảo là chăn tua chăn cha hố tông Ừ. tua À. truy lý yếu lý xính Ừ. Nên đi truy lùi ừ. xuống dung trao xe chị dung sổ chi lại trao xe mà. Bà. Đi xin tăng ra nè Đang là bán đang sư đang khai khan dung sổ khan chi thôi tôi mà. cho sư tôi khan phong chỉ bị cho tua khan phong chỉ bị cho tua Đúng không khan mấy chỉ bị cho tua sư trên bị cho tua xảo dùng sổ À, chi有一个方法就是用手机到你需要的目的，真正的目的，就是用电话不同目的，就是工作的目的，和那休闲的，和那个娱乐的目的，可是要安排好那时间的，不能随便的看那个，如果工作得太多也不行，那个娱乐的时间拉长了也不行。所以我们的生活离不开手机，不能离开手机，可是要有方法用手机，才是真正的。